Alo. Vỡ sẽ đến với trận đấu bản lề của xe đấu thứ 3. Một trận đấu bên mình là có Minia và bên kia là Min AC. Vâng, đây là bài đấu mà Hoàng Nhi trận đấu này cầm Min One. Vâng, đẩy vào thế trong góc là 9 giờ. Và ta nhìn qua map đấu mà bây giờ đầu tiên là mình không có. Vâng, nhưng quan trọng anh tìm thấy cho mình là khá nhiều voi tại cánh bên này. Vâng, xung quanh thế nhai của Hoàng Nhi tôi tạo thấy bằng những con đê và những cánh rừng tạo nên một thế nó khá róc rách dành cho từ hướng nhà của Hoàng Mai Nhi. Vâng, nếu như một quãng, vâng, nếu như đội bạn từ hướng 12 giờ xuống vào nhà Hoàng Mai Nhi sẽ vâng, sẽ rơi vào thế nó khá chắc trở vào tuần này, không được. Vâng, mất một dân. Vào tuần đấu mà con voi quay đầu hơi bất ngờ và chuyển sang máy của tí một chút với bài đấu của người cầm chém tuyển Yamato. Mặt bên kia là bài đấu mình tìm thấy cho mình là 4, vâng, 4 voi cho bài đấu cầm min. Vâng, như vậy cánh bên này, đồ ăn của tí cũng là khá thơm khi mà thời điểm đầu tiên tí tìm thấy cho mình 10 khâu đồng và có đôi vòi cầu về và bãi quả phụ của mình cũng đã tìm thấy. Vâng, sẽ là một trận thi đấu mà đồ ăn cơ bản, vâng, đồ ăn cơ bản dành cho cái map đấu Yamato này. Vâng, bãi quả phụ dường như là bãi quả nó cũng 6 cây thì phải nếu tôi nhìn không nhầm. Vâng, cẩn thận. Vâng, tờ này con nông dân mình còn hơi đỏ tiết. Vâng, cần phải tổ lái cực kỳ khéo léo trong tờ này. Vâng, như vậy sẽ là đôi vòi nằm gọn ghẽ đẹp đẽ tại nhà chính của mình. Vâng, sẽ là 25 nông dân. Ồ, như vậy dường như tí vẫn quyết định sinh thêm dân. Không, 25 nông dân thôi. Vâng, như vậy sẽ là trận thi đấu mà cuối 7 dành cho tí. Vâng, kích đời tí. Vâng, 751 dành cho 25 dân của bài đấu Yamato. Và quay trở lại về cánh màn này của Hoàng Mai Nhi. Vâng, một trận đấu anh tìm thấy cho mình là rất nhiều vòi và tôi thấy anh thiết kế thêm một chiếc nhà BS tại cánh bên này. Vâng, với cái loại quân min one và đánh với hai nhà BS như vậy khả năng cao anh sẽ đánh thẳng những con cung A rồi. Bên kia là có AC min. Vâng, vẫn xem thế trận mà chiến thuật là bình vâng cơ bản thôi. Min one đánh chém và để cho cung R AC Rian đánh cung. Vâng, rất nhiều vòi tại cánh bên này. Vâng, 3 vòi. Ồ, 6 vòi. Và tôi đếm sơ qua là 6 vòi rồi. Bài đấu này mà mình kẹp và ông này chuyển sang ông Persian cũng rất dễ mắc binh. Vâng, không sao, Min One trong map đấu này cũng là đánh giá là quân khác rất khét. Vâng, AC Rian cảm giác không có cửa chơi đâu. Vâng, để cho Min khỏe thì cùng R AC cũng không có cửa chơi. Đây là máy của tí. Vâng, như vậy thời điểm đầu tiên dã sẽ xem màn hình máy của cầm chém Yamato. Một bài đấu có lẽ là tí là người lên đời sớm nhất. Vâng, điểm số chiến thuần đang khá cao thời điểm vừa rồi nhưng có lẽ là điểm số đi dò chăng. Vâng, chắc chắn đây cái map đấu mắc binh và đẹp dành cho Yamato. Vâng, mình sẽ là người lên đời sớm nhất rồi. Min One. Vâng, Min One bên kia thì không có thế mạnh về ép đời. Vâng, có mỗi ông AC thôi khi mà tốc độ của nông dân AC làm ăn nó nhanh hơn. Vâng, ta quay trở lại với trận thi đấu này với màn hình máy của tí. Vâng, khi mà thời điểm tí đã bắt đầu đẩy con giò vào thẳng cánh của mình trong hướng 3 giờ. Vâng, chúng ta chờ đợi xem liệu rằng 3 giờ sẽ là ai.
Vâng, ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của Tý trong cái map đấu này? Một con giò sẽ là đầy đủ công giáp khi mình lực mình đang rất ổn. Vâng, full công giáp rồi, vẫn chưa thấy nông dân bên ngoài. Và cái map đấu này gặp đúng cái bãi vàng mà đúng lúc đội bạn đang xếp hàng thì giờ là một thế trận mắc binh. Đấy rồi, đầu cánh của Tý đó chính là bài đấu của người cầm màu 5 AC Rian. Vâng, như vậy AC Rian trong tay Simang cũng đã có một con P đứng thủ rồi, nhưng không sao, mình sẽ có nhân vị lạc đà đầu tiên chảy rất đều vào đây thôi. Vâng, khung nhà sao? Vâng, mình đi loanh quanh xem liệu rằng nhà của Simang là điểm yếu nào. Ở đây, đây là điểm yếu. Có lẽ là thời điểm này Simang cũng đã thiết kế những chiếc nhà BA và những chiếc nhà BE răng vào đây. Vâng, có ăn con T và đứng chèn con... Vâng, ăn con T và đứng chèn con giò vào đây không? Đây, bãi quả. Một bãi quả nó vẫn nằm bên ngoài. Vâng, chắc chắn nông dân này sẽ phải trả giá. Vâng, tỉa tót nông dân. Vâng, tập tành một chút. Thời điểm con giò này sinh ra nó chưa làm gì cả. Ở đây, sorry anh em. Vâng, những con chém đầu tiên. Vâng, thời điểm này mình lên 3. Vâng, đây là một thế trận mà Minwan. Ồ, 2T kìa. Vâng, liệu rằng Kenhe xem lời bạn có biết đã bo bế chưa. Vâng, 2 cung T được thủ ra thời điểm ban đầu trước những đơn vị chém. Có lẽ là mình chỉ nên để một chém ở nhà thôi. Ờ không, vẫn. Vâng, thiếu chút nữa thôi. Có lẽ mặt bên này được bạn đã bo bế rồi. Bo chưa? Ôi kìa. Vâng, chưa được. Vâng, không được. Nhưng mà đội bạn vẫn kịp bo trong tình huống này. Vâng, cũng khá nhanh tay dành cho Simang. Vâng, mình, nhưng mà đội bạn sẽ mất khoảng 3 nông dân bên ngoài. Vâng, quay trở lại bài đấu của Hoàng Minh Nhi. Vâng, thời điểm mà con giò màu 8 đi qua nhà của... Vâng, AC đứng thủ và giò của màu 8. Vâng, giò màu 8 đi công. Thì giờ đây thời điểm mà Hoàng Minh Nhi anh có thể... Anh có tay có thể phát triển và cơ cấu lại để ruộng chính nhà mình. Lạc đà đội bạn đã lọt vào rồi. Vâng, ruộng chính có lẽ làm... Ở đây đây, bên trong thì mình đã bo bế. Vâng, bo bế 2 lớp dành cho Hoàng Minh Nhi. Vâng, rất chắc chảy tờ thi đấu này. Thời điểm này mới chỉ là 3 nhà BA thôi, tăng A thôi anh. Vâng, có lẽ là xây... Vâng, em nghĩ là nên xây E. Vâng, nên xây E để nhốt những con A thời điểm ban đầu một chút. Ở đây, bên này cũng chỉ là một con lạc đà, không sao. Và quay trở lại bên này một tí nào. Vâng, timeline là 30. Thời điểm vừa rồi dù tí bị mất một khoanh gỗ thì phải. Nhưng mà với thời điểm Yamato và cái thời điểm mình đã có vàng và có khoanh ruộng như này, dân gỗ nó không quá quan trọng. Vâng, có lẽ là nếu như chưa lên bánh xe, tí cần phải cơ cấu cho cái bánh xe thôi. Vâng, timeline là 31. Vâng, timeline 31. Hiện tại thì hai bài đấu bên mình vẫn đang khỏe. Và cung RIG thật sự thời điểm này không có cửa. Vâng, không có cửa vào nhà tí tờ này. Vâng, hiện tại đang một thế trận mà đang ưu dành cho các game thủ bên phía Hà Nam. Và đây là máy của Hoàng Mai Nhi 46. Và anh đã bắt đầu đi quân. Vâng, ruộng chính của mình đang bị những con lạc đà đi vào. Vâng, một tên nhận đồ tôi tưởng là bạn đi sai. Vâng, chính xác là bạn đi sai. Vâng, bài đấu rất khét dành cho Minh Hoan. Và phải nói thời điểm ban đầu tí. Vâng, hai game thủ bên mình là bài đấu đẹp. Vâng, vẫn còn một con voi tại cái bên này. Như vậy chúng ta có tỷ số là 2-1 trong C đấu thứ 3. Vâng, đang có lợi thế rất lớn từ các game thủ bên phía Hà Nam.